À, xin chào cô chú anh chị mày nha bữa nay bữa chiều thì em có lên được hai bò mẹ con với là một con bò cái chữa giá rẻ nha bò toàn giá rẻ không nha anh chị bây giờ em quay mẹ con cái kem ha bò mẹ thì sẽ mặt sẽ lưng là nghiêm chỉnh hoa đen cày đuôi to rúng giò cẳng yếm đầy đủ nha anh chị bò mẹ này thì chân móng em kiểm tra trước sau thì em bao tật lỗi nha em bao móng sò bao ngàn thiện nha anh chị đó mẹ con này là mẹ con cái kem đầu tiên nha số 1 nha anh chị mẹ con cái kem mẹ này á, thì màu da thì rất là đỏ cũng đỏ mặt anh chị mình thấy màu đậm không có đốm lan giá hay tạc lỗi điểm mi bú giò đó cũng không có lỗi đuôi nha anh chị đó xá tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nha bò mẹ này á, thì hồi nãy em có đo rồi mẹ này thì nó cao là một m mười chín cho đến là anh thước hai bò nha anh chị là em đo ngay cái sái lưng của con bò mẹ này nha mẹ này thì mới đẻ là con bò cái kem nha mới đẻ được gần hai tháng nha anh chị đó mẹ thì mới đẹp có hai con à đó chị thấy không đó mẹ con này em cập nhật giá cho chị mình là 18 triệu 500 ha bò mẹ con này thì em bao hoàn thiện thì bò mẹ con này em bán cho chị nuôi đó, thì em vẫn có bảo hành đầy đủ ha em bao tật lỗi bao lòi đôm cho cô chú chị mình trong vòng là 5 tháng nha chị ha nói chung là năm sáu tháng thì vẫn ok nha tại vì bò này em bán thì em bao tật lỗi nha quý anh chị nên là mình yên tâm nha đó chị thấy không thì à, mẹ con thì thì nói chung là giá trong cái tầm tiền này á, thì rất là ok và hợp lý nha anh chị giá thì em bao rẻ cho anh chị luôn đó là mình có mẹ con cái kem mình đem về chăn nuôi ha ở bò kem nó chuyện kem f một anh chị nên là mình đem về nuôi sinh sản thì vẫn ok nha ở chị thấy bò kem không bò kem này thì mới gần hai tháng bò nha anh chị đó mới gần hai tháng bò đó đầu trụi độc lóc à bò này thì xá tích từ đèn quen nha đó rất là mời bò anh chị đó anh chị thấy không đó, dài đòn luôn anh chị, cái kem nha Cái kem này thì em đo ngay số lưng thiện cao là 8 tắc 7 nha anh chị Đó, 8 tắc 7 và nó độ tháng là gần 2 tháng chứ chưa được 2 tháng nha Đó, chị thấy không, hoàn toàn nghiêm chỉnh nha anh chị Mẹ con này cặp nhạc giá lần nữa là 18 triệu 500 nha Đó, thì cô chú chị mình muốn mua cái mẹ con cái kem này đem về chăn nuôi sinh sản thì mình alo cho em đó, 18 triệu 500 nha Chứ không phải là 28 triệu 500 nha chị 18 triệu 500 thôi nha Đó, giá bò này thì em bán cho chị mình giá là bao lẻ luôn Để để cho cô giống chị mình có bò mà đem về nuôi ha Đó, bò con lần cái kem nha Lưng đôi nha chị, xếp tích nghiêm chỉnh nha Mẹ con nó thì hoàn thiện, bao tật lỗi nha Đó, cao 8 tắc 7 nha chị Đó, được gần 2 tháng ha Giá chỉ có 18 triệu 500 mà. Mình mua được mẹ con này chăn nuôi nha chị thấy không Đó, rồi bây giờ em xem cái con bò cái chữa cho cô chú chị mình coi luôn nha Con bò cái chữa này em kiểm tra thì sáng mặt sẽ lưng là nghiêm chỉnh nè Hoa đen cậy đuôi to rốn này chị mình thấy không Em quay sát máy nha Vú là bốn vú nha Giò cẳng thì em bò chữa này em kiểm tra từng cái chân nha Bò này thì đi đứng là hoàn thiện Em bao tật lỗi và bao móng sò cho chị luôn nha Đó Con bò chữa này thì nó thả dàn đuôi dài Lông đuôi thì em bò này một chùm nha chị ha Đang thui à không có lỗ đuôi cộng nào nha đó và xé tới từ đèn quen đòn dài bò cái chỗ này á, thì em đo ngay xế lưng á, thì nó cao là 1 m 22 bò 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 chữa này á, thì em có hỏi thăm chủ người ta nuôi là người ta cấy là ba bơi nha anh chị ta gieo tên là ba bơi nha đây là bây giờ thì nó đang chữa là ba bơi nên em bao đẻ cho anh chị ba bơi ha bao chữa em bao khám và bao lồi tiểu đẻ cho cô chú anh chị mình cần xa nha đó tại vì bò này em có khám là rồi ha tại chữa chắc ăn nên là em mới dám bao cho anh chị mình nha em bao chữa nha anh chị đó, bao đẻ ba bơi nha Con bò này á, thì à, Nó còn tơ nhiều lắm anh chị Tại con bò này á, thì à, à, Nó mới đẻ con con à Đó và bây giờ thì đang ôm bầu lại ba bơi á lứa nhì á Nên bò này thì nó mới rớt có hai rô răng nha anh chị Đó, Bò còn tơ nhiều lắm anh chị Đó cao 1m22 bò ha Không có len giá nha anh chị Đó không lên giá nha Răng cỏ thì em nói rồi ha Mới bẻ hai rô răng lưỡi đen nha Đó Con bò này em cập nhật giá Cũng em bao rẻ luôn nha anh chị 17 triệu 500 nha đó giá em bán cho anh chị mình là giá em bao rẻ nha Để em bao tật lỗi cho cô chú anh chị cần xa nha 17 triệu 500 là giá nêu trên nha Đó 17 triệu 500 anh chị Chữa là bao bơi được 7 tháng rưỡi nha anh chị Chữa lớn tháng nha Bây giờ em sang mẹ con được cách man Đó bò mẹ thì xá tích là đèn hoàng nha Đó bò mẹ này chị không Đó bò mẹ này đúng chèn nha bốn nhú đều Giò cẳng thì bò mẹ này em bao tật lỗi luôn nha anh chị đó em bao móng sò nha bò mẹ thì nó cũng à thưa thiếu nuôi một tí nha chị tại vì con bố cũng cút sữa nói chung là con bò này nhìn rối rối chứ không phải là ốm dạng cầu sườn nha chị ha nó rối rối như vậy đó. bò mẹ này thì à, à, nó dài đòn mà màu da thì rất là đậm và nó không có len giá hai điểm mi gì nha chị nó không có tật lỗi như là củ xạ nha tại vì bò này em có dẫn ra dẫn vô quá đó. đó thì em không thấy củ xạ nha vì mấy con này em bao củ xạ hết nha đó em bao ngàn thiện hết cho anh chị luôn nha con bò cái uh, mẹ này uh, thì uh, em đo ngay xứ lưng uh, thì nó cao là 1 m 21 bò nha đó đang gom con là con được cách man nha gì con nó là cũng được hơn một tháng rồi đó và em um, bò mẹ này là bò tơ nha mới đẻ lứa đầu tiên anh chị là ra là một con được rất man ha đó mẹ này thì mới đẻ có uh, một đôi răng nha mới bẻ một đôi răng tư ngay luôn anh chị ha đó bò tơ tơ không nha anh chị đó, bò mẹ này cao 1 m 21 bò bò to ngang mới bẻ một đôi răng đen gom con là cũng được cách ma anh chị được hơn một tháng nha đó uống mày luôn anh chị đó anh chị thấy không đó em quay xa anh chị thấy bò mẹ không đó bây giờ em sang máy em quay cái con bò con nó cho anh chị mình coi ha nó đang ở bên đây anh chị em sang máy em quay liền anh chị đó anh chị thấy không đó đang đứng với chung với cái kem á đó, đó bò này thì nó là dòng ra man tay nhỏ nha đầu to đầu trụi chọc lóc cái gì xá tích thì đèn quèn ha đó bò con này thì nó được hơn một tháng giò cẳng xá tích thì rúng yếm đầu đầy đủ cu giái rồi em bao chuẩn hết nha vậy ha đầy đủ ha đó không có lan giá gì bò con này hơn tháng mà đầu trụi nhìn rất là đẹp ha bò con này thì lưng đôi nha vậy lưng đôi và nó có gu bạc nha đó có hơn tháng mà có cái gu bạc anh chị thấy không đó thì mẹ con này em cập nhật giá cũng bao rẻ luôn nha 19 triệu 500 nha chị Đó 19 triệu 500 nha Rồi mình mua được mẹ con được cách man tơ này đem về chăn nuôi nha anh chị ha Đó mẹ sinh sản con thì mình nuôi lớn lên Mình bán hay mình để lại nuôi luôn cũng được ha Đó nuôi gỗ béo nha chị Giá mẹ con này có 19 triệu rưỡi á Đó chị mình thấy không Đó hôm nay thì em lên sống cho chị là bò em bao rẻ nha Bò con này thì nó cao là 8 tắc 3 nha anh chị Em có đo rồi ha 8 tắc 3 anh chị mình xem video của em mình bấm cho em một like ở dưới video nha chị em xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều nha